Xin chào tất cả các bác, quay trở lại với video tiếp theo tại cửa hàng bên em. Các bác có thể nhìn thấy được ở đây, ngay trong buổi tối ngày hôm nay thôi, bên em vừa đi thanh lý được tại hai cái phòng hát này. Tại một phòng hát, thật ra là đến một cái nhà này nó có hai phòng hát người ta thanh lý các bác ạ. Nhà này nó tổng cộng là 10 phòng, có hai phòng này nó kiểu ít khách các bác, nên là khách người ta, nên là cửa hàng người ta thanh lý bớt đi hai phòng hát thôi. Người ta thu gọn cái, thu nhỏ lại cái diện tích sử dụng cũng như là diện tích kinh doanh lại. Thì thành ra là bên em có đến và thu mua lại hai cái phòng hát. Hai phòng hát, một phòng thì cực kỳ là VIP luôn, bao gồm là hai đôi loa, thật ra là ba đôi loa, chuẩn là ba đôi loa Martin ấy, dòng Martin London, và hai cục súp đơn 50. Một phòng thì nó đánh nhẹ nhàng hơn là một cặp 30, một loa nằm với cả là một chiếc súp hầm như kìa. Đấy, đấy là có hai phòng các bác nhá. Ngày hôm nay thì lên thanh lý trọn bộ cho bác luôn. Cái phòng nhỏ nhỏ, phòng xấu xấu này thì em thanh lý giá rẻ, còn phòng kia thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Đấy, ở bên này thì đầu tiên các bác, ở trong cái phòng hát thứ nhất thì nó sẽ có một đôi loa DK của Mỹ với cả một đôi loa BMB. Phòng này nó có 12 mét vuông các bác, 12 mét vuông mà đánh một đôi loa DK chính với cả một đôi loa BMB phụ với cả một con súp kia. Thì là cái phòng này thì các bác thấy là phòng này nó sẽ có một đôi loa BMB này, BMB của Nhật Bản nhá, 450V. Đấy, con này thì là nó thủng vách, nó hơi cũ và hơi xấu rồi, nên là con này mà nó cũng mất cái logo này rồi, của BMB này rồi, nên là duy nhất một đôi này. Đấy, phòng tháo phòng karaoke thì bác nào mà lấy em để cho bác. Đôi này giá chỉ có là 800.000 đồng, 700.000 đồng một đôi thôi, 700.000 đồng một đôi BMB các bác nhá, BMB của Nhật, BMB 450V MK2 La Mã, được chưa ạ? Đấy, đây là đôi thứ nhất. Đôi thứ hai này là đôi DK của Mỹ này, đôi DK của Mỹ này là đôi loài bát 30. Đấy, con này thì hàng DK xịn luôn các bác nhá. Đây các bác xem tem mác đằng sau đây, dòng sản phẩm USA này. Đấy các bác nhìn không, hàng sản phẩm của USA, model FX10 đó, dòng sản phẩm một con duy nhất, một đôi duy nhất. Con này là con loa DK của Mỹ các bác nhá. Thùng vách của con này vẫn còn rất là chắc chắn. Đấy, thùng kiểu thùng nhựa các bác nhá. Đó, và một đôi này thì bác nào mà lấy thì đôi này giá nó sẽ cao hơn một chút. Đôi này loa full để cho bác giá là 2 triệu, 2 triệu bao ship các bác nhá, 2 triệu đồng bao ship. Đó, bên này thì cũng có một đôi này. Đôi này thì đẹp hơn này, đôi BMB này. BMB này là BMB con này là BMB CSX850SE nhá. Con này thì đẹp mới, con này thì khách mới nâng cấp thôi, mới nâng cấp vào thôi nên là rất đẹp. Đấy, con này mới nâng cấp ở cái phòng này này, mới nâng cấp lên nên là rất là đẹp. Con này bắt 25 các bác nhá, 2 chép 2 chung. Dòng này thì rất là sang rồi và rất là VIP rồi, nên là các bác nào mà lấy dòng sản phẩm này cũng rất là ok. Con này thì khách vừa mới lấy hàng của Bangladesh, Made in Bangladesh. Đấy, CSX850SE. Con này là công suất của nó là 500W, trở kháng là 8 ohm. Đó, con này thì chơi rất là hay luôn. Các bác nghe nhạc hát karaoke dòng này cực kỳ tuyệt vời. Báo giá cho bác nhanh, 2.500.000 đồng một đôi các bác nhá. 2.500.000 đồng một đôi. Đôi này khách hàng vừa mới mua các bác nhá, vừa mới mua nhưng mà có thanh lý lại luôn, thì báo giá cho bác là 2.500.000 đồng một đôi. Đó, bên dưới này có một cục trầm này, con trầm đơn này, con trầm đơn hầm này. Đây các bác này, tháo phỏng ra một đống cái đồ rắc dụng cũng như là các cái giá treo loa này, nhiều lắm. Con súp hầm, con súp hầm này là của M Sao các bác nhá. M Sao súp hầm này, con súp hầm này bát 50 các bác. Thì có duy nhất một con trầm này là trầm hơi, đánh rất khủng khiếp luôn. Mà con này thì ngày hôm nay thì có duy nhất một con, thì thanh lý cho bác nào mà lấy nhá, 4.800.000 đồng một chiếc, 4.800.000 đồng một chiếc, đánh cực kỳ phê luôn. Khẳng định với bác con này mua mới, khách hàng ngày xưa mua mới là đến 22 triệu một chiếc này. Đấy mà bây giờ bán giá có 4.800.000, quá là rẻ các bác nhá. Đấy, bên này thì có một cặp súp, một cặp súp của BF, cặp súp hàng chính hãng các bác nhá. Cặp này thì đang bán giá là 15 triệu một cặp. Đấy, 15 triệu một cặp này. Bác nào mà thích mà quánh khủng khiếp, quánh nghi lực, đi sâu sự kiện thì anh em chơi cặp này thì cực kỳ là kinh khủng luôn, 15 triệu đồng một đôi các bác nhá. Ok, và đến sản phẩm cuối cùng trong cái phòng loa cực kỳ VIP này là hai, em có ba đôi đấy, một đôi này này, một đôi này với một đôi em để bên tòa bên kia nữa kia. Xe nhà em thì hàng hóa các bác nhìn này. Đấy, chuẩn bị đã đi lắp karaoke này, nên là còn một đôi nữa em để bên kia kìa, ở bên tòa nhà bên kia, thành ra là không mang nốt sang đây được. Bên này thì loa Martin London, con này thì là khách chơi cực kỳ VIP rồi. Con này thì bác biết là em lên rất nhiều video để giới thiệu dòng sản phẩm loa Martin London này cho bác rồi, đánh tiếng cực kỳ là hay luôn. Khẳng định bác đánh tiếng cực kỳ là hay luôn. Và dòng này vẫn là một trong những cái dòng loa VIP nha các bác nhá. Dòng loa Martin Audio London, Martin London, bãi của Anh các bác, chơi cực kỳ hay luôn. Con này đánh trong phòng hát nhá, khách khen kinh khủng luôn. Nhưng mà mỗi tội là đợt này kinh tế nó khó khăn thì thành ra là phòng nó thu nhỏ lại. Nó còn mấy phòng nữa cơ, mấy phòng nữa toàn loa Martin này thôi. Đẹp lắm, chất lắm. Để một lần nào đấy thì em qua em quay cho bác xem nhá.
Đây này các bác này, Martin Audio London. Các bác nhìn nhá, thùng vách của con này vẫn còn đẹp lắm các bác. Đẹp long lanh luôn nhá. Bởi vì nó treo ở trên cao, treo ở trên cao nên là nó không để xuống dưới, nên là nó vẫn còn rất là đẹp. Dòng này sẽ là loa bass 30, côn 76 từ 190, chép họng kèn 450 các bác nhá. Chơi cực kỳ hay và VIP luôn. Đấy các bác nhìn này. Em quay mặt đằng sau để bác nhìn thử luôn. Đây, quay mặt đằng sau của nó đây. Các bác nhìn nhá, Blacklight F12 cộng, Martin Audio Limited, Made in England. Đấy các bác nhìn thấy không? Made in England nhá, dòng sản phẩm hàng chính hãng của England luôn. Đấy, con này thì hàng chuẩn chỉnh 100% của Anh Quốc luôn các bác, không cần phải bàn luôn. Phòng hát mà chơi nha các bác, em nói thật. Riêng cái ai chứ phòng hát chơi người ta chơi toàn đồ chất thôi. Người ta không bao giờ người ta chơi đồ linh tinh vớ vẩn đâu. Bởi vì người ta kinh doanh, người ta phải giữ khách nên người ta toàn chơi đồ xịn thôi các bác nhá. Mà các bác nhìn cửa hàng em mà các bác biết hàng toàn bộ là hàng chất, hàng xịn thôi. Nên là mới giới thiệu đến cho bác nhá, toàn hàng xịn mới giới thiệu. Đó. Ở đây thì bóc luôn ruột gan của một con ra để bác ngắm nhìn luôn, chưa? Bóc luôn một con để các bác ngắm nhìn luôn cho nó chất. Ở đây các bác nhìn thấy luôn nhá. Các bác nhìn này, phần bát tép của nó đây. Các bác nhìn này, phần bát này. Bát của nó toàn bộ là kiểu bát lượn vân sóng, nhìn rất là xịn luôn. Và các bác nhìn cái phần gân này. À cái phần này là phần nón này. Phần nón các bác thấy không? Phần nón của nó toàn bộ là gân keo chỉ xung quanh chạy này. Rất là sang luôn, mà cái đường nét thiết kế của nó cực kỳ chi tiết. Các cái phần keo này nó làm này rất là chỉn chu đúng không ạ? Đấy, những hàng xịn như này thì nó làm cực kỳ là ngon lành cành đào luôn. Đấy, con này đết cũng cao nhá. Con này đết của nó là báo các bác luôn. Con này đết là 2019 các bác. Đết 2019, đết cực kỳ cao luôn. Đó, đây là những cái dòng gọi là gần như là quấy số của cái dòng Martin London F12 này rồi. Đấy, các bác phải nhớ cho em. Các bác nhìn nhá. Cái phần màng này, màng bát này, màng bát toàn bộ là màng của nó là màng lượn sóng. Được chưa bác? Màng lượn sóng 100%. Gân của nó là gân vải tẩm dầu 3 lớp sóng. Đấy, 3 lớp sóng các bác nhá. Rất là xịn luôn. Đó, đây là phần tép. Tép này bóc cho bác xem luôn nhá. Tép của nó đây. Đấy, các bác này. Tép này, Martin này. Martin Audio nhá, được chưa ạ? Rất là xịn. Đó. Tép này là tép họng kèn nhá, tép của con này rất là sáng và bay tiếng luôn, khẳng định bác. Cùng tép nặng tầm khoảng 4 cân. Và đặc biệt hơn nữa là cái phần tép này các bác nhìn. Logo tem mác của nó đầy đủ luôn nhá. Dòng tép múi khế cực kỳ cao cấp rồi, rất nhiều anh em chơi dòng này khen nức nở luôn. Phần bát thì sao? Phần bát này các bác, em bóc luôn ruột gan cho bác xem. Thì các bác nhìn này, bên trong phân tần của nó này. Đó, phân tần rất là to nhá. Tụ trở đầy đủ hết luôn, được chưa ạ? Tụ trở đầy đủ hết, ngon lành cành đào luôn. Còn đây là phần bát đây. Phần bát này nó tương đối là nặng một chút thì em xin phép được từ từ để nhấc dần dần lên cho bác xem. Nó hơi nặng nên là thao tác nó sẽ hơi khó một chút các bác nhé. Bác thông cảm cho em một tí, được chưa? Đây, các bác nhìn nhá. Đấy, phần bát của nó đây. Các bác nhìn xem, phần bát này rất là dày. Cái phần pick loa nó dày các bác nhìn. Phần pick loa nó dày không? Phần pick loa nó dày từ đây lên trên. Phần pick loa, đây là phần pick này. Đây là phần từ này, các bác nhìn phần pick nó dày từ dưới này lên rất là cao, tầm khoảng 2 cm. Mà cái phần từ này nhá, tổng cộng của nó phải dày khoảng tầm 4-5 cm. Rất là dày và to như này. Một cái từ nó dày và to như này thì chắc chắn là cái âm thanh cho ra, chất lượng âm thanh thì cực kỳ cao rồi, được chưa ạ? Dòng đết rất VIP nhá. Con này đết 2019. Con này từ của nó là từ 190 côn 76, các bác nhớ cho em. Từ 190 côn 76 nhá. Và từng cái đường nét thiết kế các bác nhìn. Các bác nhìn cái dâu này, dâu nó thiết kế này. Toàn bộ kiểu dây cao su nhá, bọc cao su cực kỳ là kỹ càng luôn. Đó. Xương loa thì cực kỳ là chắc chắn luôn, xương như kiểu xương đúc luôn, nhưng mà xương này là nó là xương thép. Xương thép sơn sơn chống rỉ các bác nhá. Và các cái phần chi tiết nó làm cực kỳ là sắc nét luôn. Chính những cái dòng sản phẩm hàng chất, hàng xịn như này nó mới tạo nên được thương hiệu của thằng Martin, và nó mới tạo nên được cái sức hút đối với các cái nhà yêu âm thanh và những nhà mà kinh doanh âm thanh các bác nhá. Người ta mới chơi những cái dòng sản phẩm xịn và chất như thế này. Đấy các bác nhá. Ok chưa? Và đối với những cái dòng sản phẩm xịn chất như này thì chắc chắn rồi, mức giá của nó sẽ không hề rẻ trên thị trường. Những đôi loa Martin London như này trên thị trường nó đang bán dao động từ 7 đến 10 triệu đồng cho một đôi. Đấy, và nhưng mà ở tại cửa hàng bên em các bác chỉ cần phải bỏ ra với một mức giá siêu rẻ luôn, em khẳng định các bác. Rẻ nhất trên thị trường, rẻ nhất Việt Nam và chưa nơi nào có các bác nhá. Hàng luôn bên em luôn cam kết zin chuẩn xịn. Hàng chính hãng, bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 2 tháng, được chưa ạ? Và cam kết với các bác luôn, đến tay các bác là hàng zin chuẩn xịn, bảo hành cho các bác lên đến 1 năm luôn thì quá tuyệt vời luôn rồi. Không cần phải bàn nữa về chất lượng của nó nữa rồi. Các bác thấy ok không ạ? Dòng này thì âm thanh của nó thì như thế nào thì bây giờ xin mời các bác chúng ta cùng trải nghiệm. Và trước khi trải nghiệm thì bên em báo giá cho bác luôn trong ngày hôm nay. Với mỗi một cặp loa Martin London báo giá cho bác nhá, 5.500.000 đồng một cặp, rẻ chưa? Rẻ nhất trên thị trường chưa các bác? 5.500.000 đồng một cặp. Quá, giá nó quá sốc luôn các bác ơi. Giá quá sốc luôn, giá này gọi là giá cực kỳ rẻ luôn rồi.
Giá này rẻ như cho như tặng như biếu luôn các bác nhá. Rẻ như cho như tặng như biếu luôn. Đó, anh em và các bác kết thì có thể alo sớm cho bên em nhá. Bây giờ thì xin mời các bác trải nghiệm thử chất âm của dòng sản phẩm này, xem là chất lượng của nó như thế nào các bác nhá. Đây em sẽ vào cái phần video đây, test thử cho bác thử luôn, được chưa? Đánh là không có súp, có nhớ cho em nhá. Em đánh không có một súp nào luôn. Đây, em quay mặt đằng sau cho bác xem. Đánh là không có súp luôn. Đây các bác nhìn nhá. Đây các bác nhìn dây đằng sau này. Em đánh không có súp, đánh đúng một đôi loa này luôn. Đấy, và cũng đẩy hai kênh này thôi. Đấy, duy nhất đánh một đôi loa như thế này là các bác biết là bên em đánh cực kỳ là VIP luôn. Dòng này bên em là chuẩn chỉnh luôn các bác nhá. Hàng bảo hành cho bác lên tới 2 năm này các bác biết. À 1 năm thì các bác biết là hàng mãi bảo hành 1 năm này các bác quá thích kinh khủng rồi đúng không ạ? Đó, những cái gì mà bên em mang đến cho bác trong ngày hôm nay là những cái dòng sản phẩm cực kỳ chất, cực kỳ VIP, dòng tháo phòng karaoke này các bác thấy là quá ngon rồi. Anh em mua hàng phải nhắn tin ngay, gọi điện ngay cho bên em nhá. Số lượng có hạn chỉ có 3 đôi thôi. Đấy, số lượng có hạn các bác nhá. Ok, đi qua clip này thì các bác nhớ để lại cho bên em xin một lượt like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón nhận sớm những video từ bên em, những dòng sản phẩm VIP đến tay các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.